Chào mừng bạn đến với Vườn Tượng Phật. Dạ, em rất chào quý cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị ơi, hiện tại là em đang có mặt tại Vườn Tượng Phật, cách Viên Chăn, trung tâm Viên Chăn là 20 km nha. Sau lưng em đây là cây nhân sâm nha cô chú anh chị. Thì Vườn Tượng Phật được xây dựng bởi một mình ông Bụng Lửa. Dạ, ông xây dựng từ năm 1958 đến năm 1968. Thì trong vòng 10 năm, nhưng mà những cái công trình ở đây thật sự là khi mà em Trúc đã đi một vòng rồi, một cái cảm nhận như là trời ơi, làm sao người ta có thể làm được cái điều tuyệt vời như thế. Chỉ trong vòng 10 năm nhưng mà rất là nhiều cái bức tượng được tạc nên. Thì có là đa phần là hình tượng của Phật Thích Ca ở nhiều tư thế, cũng có những cái vị thần ở trong Hindu giáo rất là nhiều. Thì cô chú anh chị mình có dịp mình hãy tới đây và tham quan thử, kể cả cô chú theo Công giáo mình cũng nên tới đây để mình coi được cái một cái công trình đặc sắc, rất là đặc sắc nha cô chú anh chị. Giờ thì hãy theo chân em để đi đến với cây nhân sinh.